Xin chào các bạn, chào mừng các bạn tiếp tục đến với chương trình giúp các bạn luyện thi TOEIC hiệu quả chỉ với 10 phút mỗi ngày. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục ôn luyện phần 2 hỏi đáp trong đề thi TOEIC bằng việc phân tích đáp án chi tiết của câu 25 trong đề số 3. Và trước tiên thì chúng ta sẽ cùng nghe lại câu hỏi này nhé. Number 25. Why is the library so busy today? A. Sure, I have some time. B. He got a job at a news magazine. C. Have you seen today's event schedule? Vừa rồi sau khi nghe lại câu hỏi, các bạn đã biết câu trả lời đúng là gì hay chưa? Khi đi thi với phần 2 hỏi đáp của đề thi TOEIC, các bạn sẽ gặp 25 câu hỏi tương tự như câu vừa rồi, từ câu số 7 tới câu 31 trong đề. Và với mỗi câu hỏi này, các bạn sẽ được nghe một câu hỏi hoặc một câu nói bằng tiếng Anh, mà kèm theo sau đó là 3 phương án trả lời A, B, C. Nhiệm vụ các bạn là phải nghe hiểu và tìm ra được đáp án trả lời phù hợp nhất cho câu hỏi hoặc câu nói được đưa ra. Và để giúp các bạn làm phần này hiệu quả thì trong mỗi bài của chương trình này, mình sẽ giúp các bạn phân tích đáp án chi tiết của một câu trong đề bằng việc luyện nghe lại từng phần, sau đó học từ vựng ngữ pháp cũng như củng cố kỹ năng làm đề. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu bài ngày hôm nay bằng việc nghe lại phần câu hỏi trong câu số 25 của đề 3 nhé. Number 25. Why is the library so busy today? Câu hỏi vừa rồi mà các bạn được nghe là Why is the library so busy today? Câu này có nghĩa là tại sao thư viện lại quá đông đúc vào ngày hôm nay vậy? Đây là một câu hỏi hỏi về lý do tại sao với từ để hỏi why. Và dạng câu hỏi với từ để hỏi này xuất hiện rất nhiều và phổ biến trong phần 2 của TOEIC. Vậy nên bây giờ chúng ta sẽ cùng học một số từ vựng mới cũng như chú ý về ngữ pháp nhé. Đầu tiên hỏi về lý do tại sao thì mình dùng từ để hỏi là why. Again, why. Tại sao thư viện lại đông đúc vào ngày hôm nay như vậy? Thì thư viện danh từ trong tiếng Anh là library. Again, library. Các bạn chú ý là từ này trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên, mình nhấn nhé. Library. Very good. Và dạng xác định là the library. Say it again. The library. Very good. Tại sao thư viện lại đông đúc như vậy? Thì đông đúc hay bận rộn trong tiếng Anh là busy. Say it again. Busy. Và các bạn chú ý là trong ngữ cảnh này để dịch phù hợp thì mình sẽ dịch từ busy không phải là bận rộn mà là đông đúc. Các bạn chú ý nhé. Mình cùng nói lại, đông đúc là busy. Đông đúc vậy hay là quá đông đúc hay rất đông đúc. Khi bộc lộ cảm xúc, các bạn dùng thêm từ so ở phía đằng trước là so busy. Again, so busy. Very good. Và tại sao thư viện lại quá đông đúc vào hôm nay vậy? Thì hôm nay là today. Again, today. Very good. Và cả câu hỏi trong bài của chúng ta là why is the library so busy today? Say it again. Why is the library so busy today? Very good. Và một chút lưu ý cho các bạn về cách làm đề thi phần 2 hỏi đáp của đề thi TOEIC. Đó là việc mỗi khi mà mỗi câu hỏi bắt đầu thì các bạn sẽ phải chú tâm để nghe ngay lập tức để bắt được từ để hỏi trong câu là gì. Bởi vì với mỗi từ để hỏi khác nhau thì chúng ta sẽ có những định hướng tìm câu trả lời khác nhau. Và nếu các bạn có thể bắt được từ để hỏi là từ why, có nghĩa là hỏi về lý do tại sao, thì hãy nhớ có khoảng 50% câu trả lời đúng có thể bắt đầu bằng từ because, nghĩa là bởi vì. Vì người ta đang hỏi là why, là tại sao, thì có thể câu trả lời đúng bắt đầu bằng một tín hiệu rất điển hình là từ because, là bởi vì, hoặc cụm từ due to. Thì có khoảng 50% câu trả lời đúng với từ để hỏi why, hỏi về lý do tại sao, là sẽ bắt đầu bằng từ because trong đề thi của TOEIC. Nên các bạn đặc biệt lưu ý, đây là một tín hiệu rất là dễ để nhận biết trong trường hợp các bạn chưa thể nghe hiểu 100%. Tuy nhiên vẫn sẽ có khoảng 50% các câu trả lời nó sẽ không bắt đầu bằng because hoặc có tín hiệu điển hình bằng because hoặc due to, mà nó sẽ là những câu trả lời gián tiếp và cũng nói ra lý do phù hợp với câu hỏi của chúng ta. Trong trường hợp này thì buộc các bạn sẽ phải nghe hiểu. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với câu hỏi trong bài. Đó là câu Why is the library so busy today? Người ta đang hỏi là tại sao thư viện lại quá đông đúc vào ngày hôm nay vậy? Chúng ta sẽ lần lượt nghe lại các đáp án để xem họ sẽ trả lời như thế nào và đâu là đáp án đúng nhé. Và đầu tiên, đáp án A. A. Sure, I have some time. Câu vừa rồi mà các bạn được nghe là Sure, I have some time. Câu này có nghĩa là chắc chắn rồi, tôi có một ít thời gian. Và câu trả lời A này thì mình thấy không phù hợp để trả lời cho câu hỏi của chúng ta ngày hôm nay là Why is the library so busy today? Bởi vì người ta đang muốn hỏi là tại sao thư viện lại quá đông đúc vào ngày hôm nay vậy? Thì đáp án A lại là Sure, I have some time.
là chắc chắn rồi, tôi có một ít thời gian. Nó không phù hợp với ý nghĩa nên A là đáp án sai, mình sẽ loại. Chúng ta chỉ học một số từ vựng mới đây thôi. Chắc chắn hay chắc chắn rồi, mình dùng từ sure. Again, sure. Tôi có một ít thời gian thì tôi có là I have. Again, I have. Một ít hay một chút thời gian, some time. Again, some time. Và cả câu đáp án A của chúng ta là sure, I have some time. Again, sure, I have some time. Very good. Và tiếp theo đáp án B. B. He got a job at a news magazine. Câu vừa rồi mà các bạn được nghe là he got a job at a news magazine. Câu này có nghĩa là anh ấy đã nhận được một công việc tại một tạp chí về tin tức. Và về phần ý nghĩa thì mình thấy nó không phù hợp để trả lời cho câu hỏi Why is the library so busy today? Bởi vì người ta đang hỏi về lý do tại sao thư viện hôm nay đông đúc như vậy. Thì đáp án B lại là he got a job at a news magazine, là anh ấy đã nhận được một công việc tại một tạp chí về tin tức. Nó không phù hợp về mặt ý nghĩa nên B là đáp án sai. Và chúng ta chỉ học một số từ vựng mới ở đây thôi. Đầu tiên, anh ấy đã nhận được thì động từ ở thì quá khứ đã nhận được là got. Again, got. Đây là dạng quá khứ của từ get. Again, get. Và anh ấy đã có được một công việc thì một công việc là a job. Again, a job. Danh từ chỉ công việc là job. Các bạn nhớ bật hết âm nhé. Job. Very good. Anh ấy đã có một công việc. He got a job. Có thể có nối âm từ âm T của từ got sang từ sang âm ơ ở phía đằng sau. He got a job. Very good. Tại một tạp chí về tin tức thì người ta dùng trong bài là at a news magazine. Say it again. At a news magazine. Very good. Và danh từ chỉ tạp chí là magazine. Again, magazine. Từ này cho âm rơi vào tiết đầu tiên, các bạn nhớ nhấn magazine. Very good. Và tạp chí về tin tức thì tin tức là news. Again, news. Các bạn chú ý là âm cuối cùng là âm Z, nhớ bật đầy đủ nhé. News. Và một tạp chí về tin tức là a news magazine. Again, a news magazine. Very good. Và cả câu đáp án B của chúng ta là he got a job at a news magazine. Say it again. He got a job at a news magazine. Very good. Và như đã vừa phân tích thì cả đáp án A lẫn đáp án B đều đã sai, nên chắc chắn đáp án C sẽ là câu trả lời đúng. Và chúng ta sẽ cùng nghe lại đáp án C để xem họ sẽ trả lời đúng như thế nào nhé. C. Have you seen today's event schedule? Câu vừa rồi mà các bạn được nghe là Have you seen today's event schedule? Câu này có nghĩa là bạn đã xem lịch trình sự kiện ngày hôm nay chưa? Và mình thấy đáp án C là câu trả lời phù hợp nhất cho câu hỏi ngày hôm nay là Why is the library so busy today? Bởi vì người ta đang hỏi là tại sao thư viện lại quá đông đúc vào ngày hôm nay như vậy? Thì đáp án C mặc dù không trả lời trực tiếp, nhưng họ đưa ra một câu trả lời gián tiếp để cho người kia hiểu lý do tại sao. Và họ hỏi lại bằng một câu hỏi là Have you seen today's event schedule? Là bạn đã xem lịch trình sự kiện ngày hôm nay chưa? Ý chỉ là có thể hôm nay sẽ có một số cái lịch trình sự kiện nên khiến người ta đến thư viện đông hơn. Và chỉ cần xem lịch trình sự kiện là có thể sẽ hiểu lý do tại sao. Vậy nên C là câu trả lời đúng. Và chúng ta sẽ cùng học thêm một số từ vựng mới đây nhé. Đầu tiên, bạn đã thấy chưa? Bạn đã xem chưa là Have you seen? Again, have you seen? Ở đây là đang dùng thì hiện tại hoàn thành. Các bạn chú ý là động từ nhìn là see được chuyển về quá khứ phân từ 2 là seen. Và khi học một động từ như mình đã chia sẻ thì các bạn hãy học hết ba dạng của động từ là dạng nguyên thể, quá khứ và quá khứ phân từ 2. Giống như động từ nhìn hay là thấy được dùng trong trường hợp này là see ở dạng nguyên thể, chuyển thành quá khứ là saw và quá khứ phân từ 2 là seen. Các bạn chú ý nhé, vì ba dạng động từ này dùng nhiều như nhau trong văn nói hàng ngày nên khi học một động từ thì các bạn hãy để ý và tìm hiểu luôn. Và bạn có thấy hay bạn đã xem chưa là have you seen? Again, have you seen? Thì đây là thì hiện tại hoàn thành, người ta sử dụng trợ động từ have với chủ ngữ you. Thì các bạn chú ý nhé, have you seen? Very good. Lịch trình sự kiện ngày hôm nay thì người ta dùng cả cụm là today's event schedule. Các bạn chú ý là lịch trình là schedule. Again, schedule. Very good. Và sự kiện là event. Again, event. Và lịch trình sự kiện của ngày hôm nay. Ngày hôm nay thông thường là today. Again, today. Nhưng của ngày hôm nay thì người ta thêm phẩy SC để chỉ sở hữu cách ở đây là today's. Again, today's. Và cả cụm từ chỉ lịch trình sự kiện ngày hôm nay là today's
event, schedule. Tuy nhiên đây thì có thể có nối âm của từ today's với âm Z sang event. Và event với âm T thì có thể bật, không cần bật chữ T ở đây ra mà mình nói luôn từ schedule ở phía đằng sau. Do âm T ở cuối của từ event là một âm yếu và nó đứng sau âm N nên có nhiều trường hợp là chúng ta sẽ không cần bật hết âm T mà mình sẽ nói nối luôn cái từ đằng sau vào. Vậy nên cụm từ chỉ lịch trình sự kiện ngày hôm nay, các bạn sẽ nghe thấy người ta nói là today's event schedule. Say it again. Today's event schedule. Very good. Và cả câu đáp án C của chúng ta là have you seen today's event schedule? Say it again. Have you seen today's event schedule? Very good. Number 25. Why is the library so busy today? A. Sure, I have some time. B. He got a job at a news magazine. C. Have you seen today's event schedule? Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần luyện ngay trong bài ngày hôm nay. Một lát nữa các bạn sẽ được nghe một câu hỏi tương tự như đề thi TOEIC phần 2 hỏi đáp. Nghĩa là các bạn sẽ được nghe một câu nói hoặc một câu hỏi bằng tiếng Anh và kèm theo sau đó là 3 phương án trả lời A, B, C. Nhiệm vụ của các bạn là phải nghe hiểu và tìm ra đáp án trả lời đúng cho câu hỏi hoặc câu nói được đưa ra. Và đừng quên là hãy ghi lại toàn bộ những gì các bạn nghe được rồi bình luận xuống phía dưới để mình nắm được các bạn đã nghe được những gì nhé. Đáp án chi tiết của câu này sẽ được phân tích trong những bài tiếp theo. Vậy nên các bạn hãy ấn nút đăng ký kênh và nút quả chuông để nhận thông báo về những bài giảng mới nhất của mình. Và đừng quên là trong mỗi bài mình đều gắn toàn bộ tài liệu kèm theo ở dưới phần mô tả. Các bạn có thể tải về bất kỳ lúc nào để tiện cho việc học cũng như việc giảng dạy của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Goodbye, see you next time. Number 26. We should really buy a new coffee maker. A. Cream and sugar, please. B. That's a good idea. C. No, put it on my desk.